Anh dùng con này khỏi chê rồi. Này đó chạy tốt hả? Dạ. Này đó chạy được không? Cái này băm làm sao được? Phải pi to hơn như. Quá sậy đấy, rồi giờ quá sậy vô coi nó sai được không? Ai kìa, đi mẹ, trẻ tí mẹ. Cái trẻ là 3, 4. À, đây à? Cái máy kia nó nhỏ. Đâu, máy kia đâu? Máy kia là đâu? Máy kia. À, đây. Đã không có thời gian mà cái một chiều nào biết nó sai lâu. À. Mà đi, máy kia này, đi đâu? Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.